Ban thường vụ huyện ủy Tam Đông vừa tổ chức hội nghị thông qua nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện Tam Đông tiếp tục thực hiện lộ trình sắp nhập các cơ sở giáo dục nhỏ lẻ, đảm bảo phù hợp điều kiện của địa phương, phấn đấu 100% cán bộ quản lý giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục dạy và học tiếp tục được nâng cao ở các cấp học. Ban Thường vụ huyện Tam Nông đã thống nhất các giải pháp trọng tâm là tăng cường nhận thức, huy động mọi nguồn lực đầu tư trường lớp, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt.